Thế giới hoàn mỹ. Tác giả: Thần Đông. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Bảo Hưng Official. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like. Cảm ơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 24, chương 72, mỹ nữ. Nhóc tí mắt to sáng sủa, áo da thú rách tả tơi, nó ngại ngùng và chất phát như vậy khiến mọi người đều nở nụ cười. Tiểu đệ đệ còn xấu hổ cơ à, thật là dễ thương quá đi. Cô gái dẫn đầu khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung lên, khuôn mặt trắng tinh không một tì vết, làn da mịn màng động lòng người. Nhóc tí vào đầu cười một cách ngây ngô. Nó cũng không nói gì nhiều cả, bóng lông ở bên cạnh lại càng tỏ vẻ đần độn, giống như một con thú non chưa có trí tuệ, ủ rũ nằm sấp ở trên vai của nhóc tì. Cháu thật không đơn giản nha, nhìn trên người cháu vết máu loang lổ, chắc là đã giết không ít hung cầm mạnh thú, rồi đúng không? Bà lão mở miệng, trong con mắt lấp lóe ký hiệu màu bạc, có một loại ánh sáng khiến người ta run sợ, sâu không thể dò. Đúng vậy, trong núi rất nguy hiểm, bọn thú cũng rất hung ác. Cháu chỉ có thể bị động phản công. Nhóc tì nghiêm túc gật đầu. Tiểu đệ đệ, có phải đệ đã tách khỏi ông của mình nhiều ngày rồi không? Nếu không áo da thú làm sao lại ra thế này? Cô gái dẫn đầu cười nhạt, ánh sáng rực rỡ trong mắt tựa như ảo mộng. Cô ấy đẹp tới mức khiến người ta run sợ, đến đám người đi bên cạnh cũng biến sắc. Ừ, gia gia dẫn đệ tới lịch lãm. Ông nói đây là một hành trình rèn luyện nghiêm túc, tất cả đều phải dựa vào bản thân đệ. Nếu không có nguy hiểm tới tính mạng thì ông sẽ không quan tâm. Nhóc tì rất thẳng thắn, giống như không biết nói dối vậy. Cả đám người đều rùng mình, dám một mình dẫn theo trẻ em đi xa trong đại hoang, hơn nữa còn tiến hành rèn luyện theo cách tàn khốc như thế này, nhìn kiểu gì cũng giống với phong phạm của một cao thủ. Đồng tử của bà lão là màu bạc, ký hiệu chuyển động như nhật nguyệt chìm nổi, khí tức quanh thân rất mạnh. Bà ấy gật gật đầu. Một vài con cháu ưu tú của chư hầu đều có cao thủ đáng sợ đi theo để tiến hành rèn luyện, nhưng để mặc một đứa trẻ hành tẩu và độc chiến hung cầm mãnh thú ở trong chốn đại hoang đáng sợ này thì lại rất ít thấy. Một người đàn ông trung niên gật đầu nói, mấy năm gần đây ở trên vùng đất rộng lớn này cũng xuất hiện mấy đứa trẻ siêu phàm, trong tình huống không có trưởng bối đi theo vẫn có thể đi xuyên mười mấy vạn dặm qua đại hoang đánh nhau với các loại hung cầm mãnh thú và thành công sống sót trở về. Hiển nhiên là đám người này đều không đơn giản. Cho dù nhóc tì biểu hiện rất chất phác, nhưng bọn họ cũng không tin tưởng hoàn toàn, người nào cũng rất khôn khéo. Tiểu đệ đệ, đệ không phải là thiên tuấn kỳ tài giống như vậy chứ, một mình đi mười mấy vạn dặm mà không cần người lớn bảo vệ. Cô gái xinh đẹp mà linh động cười nói, tay cuốn cuốn mái tóc đen nhánh, lộ ra cái tai trắng tinh như tinh linh, cử chỉ tuy chỉ trong nháy mắt lại xuất trần xúc động lòng người. Một mình đi mười mấy vạn dặm sao, họ thật là lợi hại. Không sợ gặp phải thái cổ di chủng a? Nhóc tì giật mình mở to mắt và nói. Cả đám người hai mắt nhìn nhau, họ đã tin lời của nó, bởi vì đôi mắt đó quá trong trẻo, không có chút tạp chất nào. Trời sinh đôi mắt này đã rất dễ để người khác nảy sinh hảo cảm và tín nhiệm. Trẻ con có thể một mình đi qua dãy núi man hoang dài mười mấy vạn dặm sẽ phải ghê gớm cỡ nào, sao có thể tùy tiện liền gặp được một đứa được cơ chứ? Đột nhiên cô gái trẻ tuổi lại ra tay, áo trắng tung bay, eo thon lắc một cái, cả người giống như một cành liễu nhỏ nhắn mềm mại lướt tới gần, cánh tay ngọc trắng muốt khẽ phất một cái đánh về hướng nhóc tì. Nhóc tì cả kinh, vì sao đang yên đang lành lại tự nhiên ra tay đánh người? Song nó phản ứng lại rất nhanh, gần một hai năm nay nó vẫn luôn chống chọi lại thiên uy trong đại tự nhiên, thử thách dưới nước lũ, chiến đấu với hung cầm. Một khi nó đã hành động thì khí chất liền hoàn toàn thay đổi. Mắt nhóc tì tỏa ra chùm ánh sáng kinh người, giống như hai ngọn đuốc nhỏ, thân hình nó như thần hạt dương cánh, vẽ ra một đạo quỷ tích tuyệt đẹp. Tay phải thò ra, bịch một tiếng liền tóm lấy cánh tay ngọc đó, sau đó nó dùng sức kéo một cái làm cô gái xinh đẹp phải lảo đảo cúi người xuống. Ai có thể ngờ một thằng bé chỉ cần vung tay một cái là đã có thần lực kinh thế như vậy. Tuổi nó vẫn còn nhỏ, đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp, nhưng vừa thi triển động tác một cái liền nhanh như điện xẹt. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh. Thân hình của nhóc tì xoay tròn một cái thật nhanh, dán vào phía sau người của cô gái xinh đẹp vừa mới bị ngã đó.
Tay trái của nó bịch một tiếng tóm lấy cái cổ trắng ngần của nàng, ngón tay phải sáng lên, ký hiệu lấp lóe, ấn vào ngực của nàng ta, lúc nào cũng có thể đánh xuyên vào. Tất cả động tác đều hoàn thành trong nháy mắt, liên tục một mạch, nhanh như chớp, khiến đám người này đều giật nảy mình. Cô gái áo trắng này có thân phận cỡ nào, không ngờ lại ăn phải quả đắng ở trong tay một đứa trẻ. Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại muốn đả thương đệ? Nhóc Tì giọng nói non nớt, dáng vẻ rất khó hiểu, nhưng mắt lại rất sáng. Nó không có nhìn cô gái áo trắng, mà đang nhìn chăm chăm đám người kia. Áo da thú của nó đã rách tả tơi, đều là máu thú màu đỏ đậm, đến ở trên tay cũng toàn là vết máu khô. Tay nó ấn ở trên bộ ngực trắng múc đó liền lập tức để lại mấy vết tay dơ bẩn. Mà cái cổ trắng như thiên nga đó cũng không phải ngoại lệ, mấy dấu tay đen xì ấn xuống tạo thành sự đối lập rõ ràng với làn da trắng múc đó. Ở không xa, mấy người đàn ông trẻ tuổi đều vẻ mặt dị dạng, còn bà lão thì lại ôn hòa nói, chúng ta không có ác ý với cháu đâu. Vèo. Trên làn da trắng muốt óng ánh của cô gái xuất hiện từng mảng ký hiệu, giống như một bộ thiên thư in dấu ở trong hư không. Cả người bị bao phủ trong hào quang, trượt ra khỏi tay của nhóc Tì như một con cá. Nhóc Tì kinh hãi trong lòng, cô gái này thật sự rất siêu phàm, cơ thể trắng mịn nõn nà nhẹ nhàng như cá bơi trong nước, không thể tóm lấy được, thoáng cái liền trượt ra khỏi tay. Tiểu đệ đệ thật sự không đơn giản đó nha, cô gái trẻ tuổi đang cười, nàng thật sự rất giật mình, không ngờ lại bị một đứa bé bắt lấy, dù chỉ trong nhất thời. Việc này nếu truyền ra ngoài, thì với thân phận của nàng mà nó nhất định sẽ gây chấn động. Lúc cô gái xinh đẹp trượt ra khỏi tay, Nhất Tì cũng liền thả lỏng, cũng không có truy kích. Nó rất vô tội, mà nhìn cô ấy, nói, tỷ tỷ đang làm cái gì vậy? Tỷ chỉ muốn thử xem thực lực của tiểu đệ để thế nào mà thôi, đúng là kinh người đó nha, nhỏ tuổi như vậy mà tỷ đã có thể cảm nhận được tiềm lực cuồn cuộn như biển rồi. Cô gái gật đầu, à, là thế sao? Nhóc Tì xấu hổ cười cười, nói, xin lỗi tỷ tỷ nhé. Cả đám người đều nhìn lên trên ngực của cô gái xinh đẹp, dấu ngón tay in quá rõ trên làn da trắng mịn đang lộ ra ngoài, ở trên cái cổ trắng ngần cũng giống vậy. Cô gái cười một tiếng, cũng không có xấu hổ hay tức giận gì. Cánh tay nhỏ nhắn khẽ phất một cái, ánh sáng lấp lánh lóe lên, lập tức tất cả dấu vết đều biến mất. Ta tên là Hạ U Vũ, tên của tiểu đệ đệ là gì vậy? Đệ tên là Hạo Thiên, Nhóc Tì trả lời dứt khoát. Cái tên này, mọi người đều ngẩn ra. Có khí phách, tên hay, Hạ U Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Bà lão cũng lộ ra nụ cười hiền lành, nói, cháu thật sự không đơn giản, bất kể là do U Vũ bất cẩn hay thế nào, thì việc cháu vừa làm cũng vô cùng kinh người. Hạ U Vũ dùng tay cuộn cuộn làn tóc đen nhánh, mặt nàng trắng óng ánh, tai sáng tự tinh linh, mắt to trong như nước, thoạt nhìn nàng có thể khiến lòng người rung động. Lòng bàn tay nàng lấp lóe hào quang, xuất hiện một đồ vật. Nó giống vàng, nhưng không phải vàng, như đá, mà cũng chẳng phải đá. Ở trên có khắc hàng loạt ký tự phức tạp. Đó là cái gì thế? Nhóc Tì tò mò hỏi. Hạ U Vũ đưa về phía trước, đặt vào trong tay nó và nói, tiểu đệ đệ, đệ tạm cất kỹ trước, đến lúc nào đó giao cho trưởng bối của đệ để họ dẫn đệ tới bộ thiên các. Bộ thiên các ư? Tiểu Thạch Hạo ngẩn ra, không biết đó là một nơi như thế nào. Vậy chắc đệ đã từng nghe về Trục Lộc Thư Viện rồi chứ? Nó có ý là quần hùng cùng tranh giành. Thư viện này chuyên môn tuyển các kỳ tài ở trên vùng đất rộng lớn mênh mông này để chỉ điểm họ tu hành. Mà bộ thiên các hai thần vương điện thì lại ngang hàng với Trục Lộc Thư Viện. Nhóc Tì suy nghĩ một lúc, cũng không có hỏi thêm gì liền nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn. Người ở bên cạnh đều giật mình, họ không ngờ Hạ U Vũ lại đem cái phù bài này tặng cho đứa trẻ trông như giả nhân này. Đây không phải là vật bình thường đâu. Cuối cùng, Nhóc Tì chào tạm biệt họ. Nó nói phải tiếp tục rèn luyện bản thân, rồi liền nhảy lên độc giác thú mà đi. Ở trong quá trình này, bóng lông vẫn luôn tỏ ra u rũ, mắt to vô thần, giống như một con thú núi bình thường vậy. U Vũ, lần này cháu nhận lệnh đi Tây Cương. Trong tay chỉ có 8 cái phù bài mà thôi, đây đã là cái cuối cùng rồi. Cứ thế mà cho thằng bé đó à, một vị trung niên hỏi. Một thanh niên nói. Cầm phù bài như vậy tiến vào bộ thiên các có nghĩa là thân phận sẽ một bước lên trời. Các loại thuốc quý, ký hiệu hay bí pháp đều sẽ được uy tiên cân nhắc. Cái phù bài này là vô giá. Đúng vậy, U Vũ à, vũ tộc tại Thạch Quốc từng định xin cháu cái phù bài này cơ mà. Họ muốn lát đường cho một đứa con núi giỏi vô cùng mạnh mẽ, nên cần vào bộ thiên các. Cháu không cân nhắc thêm hay sao? Người đàn ông trung niên nói. Dựa vào thân phận và địa vị của họ,
thì con núi dòng chắc sẽ không kém. Muốn thông qua khảo nghiệm vào bộ thiên các hẳn không thành vấn đề. Các loại thuốc quý mà phù bài có thể mang đến chẳng nhẽ bộ tộc của họ còn thiếu hay sao? Hạ Vũ Vũ không cho là đúng. Loại gia tộc lâu đời cỡ này quan tâm chính là thể diện, bà lão nói. Vậy thì có thể thoải mái đi xin người khác, lần này cháu đi Tây Cương, phù bài đã đưa hết rồi, Hạ Vũ Vũ cười. Người trung niên nhắc nhở, vũ tộc rất mạnh, không thể dễ dàng đắc tội được, nhất là trong tương lai, bọn họ nhất định sẽ vô cùng huy hoàng, bởi vì họ là nhà cậu của thằng bé Thạch gia đó. Bà lão nghe mà nhíu mày, nói, thế này đi, ta sẽ đi xin thêm một cái phù bài, có một vài vương hầu thật sự không thể dễ dàng đắc tội. Dù nói thế nào, thì thằng bé vừa rồi rất không đơn giản, cháu cảm thấy, nếu mình không ra tay, để người của Trục Lộc Thư Viện phát hiện, thì ác sẽ bị cướp mất. Nếu là vậy, thì bộ thiên các sẽ phải hối hận, cô gái áo trắng nói, bọn họ tìm trứng thần ngũ sắc của Thái Cổ Dị Chủng cũng chỉ là tiện đường, mà thôi. Đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Nó rất mạnh sao? Có người ở bên cạnh hỏi. Tiềm lực rất ghê gớm, tay của nó vung một cái ít nhất phải có thần lực mấy vạn cân. Hạ Vũ Vũ thu lại nụ cười động lòng người, trịnh trọng nói. Nhỏ như vậy mà cơ thể đã có thần lực như thế rồi sao? Người bên cạnh đều không dám tin, đồng thời họ cũng bừng tỉnh. Khó trách cô gái bị kéo cho lảo đảo, suýt nữa thì té ngã. Ta cũng đã nhìn ra. Nếu thằng nhóc thoạt nhìn rất chất phác này không giấu giúp, thì hai tay của nó vung một cái ít nhất phải có thần lực cỡ 8-9 vạn cân. Đó là sức mạnh cơ thể thuần túy thôi đấy, bà lão nghiêm túc bổ sung. Cái gì, cả đám người đều kinh hô. Không thể nào, vung hai tay một cái liền có thần lực 8-9 vạn cân, vậy thì đã tiếp cận tới cửa ải cực cảnh lúc thái cổ hung thú khảo nghiệm con non rồi. Đây tuyệt đối là một kỳ tài kinh thế, đáng để tranh cướp và bồi dưỡng. Chương 73, ra khỏi đại hoang. Một tay có sức mạnh lay động nhẹ nhàng 4-5 vạn cân, thì sức mạnh hai tay là 8-9 vạn cân. Đây cũng không phải do bọn họ hiểu rõ nội tình của nhất tì, mà chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng dù thế cũng khiến bọn họ khá giật mình, để cảm đám kinh ngạc và cảm khái không thôi. Nội tình, tình hình bên trong, ở đây chỉ thực lực, sức mạnh thực sự của bé Hạo. Ô, bà lão cau mày. Cảm thấy mình thiếu sót điều gì đó, trong con ngươi có phù văn màu bạc lấp lóe như một vùng ngân hà đang tan vỡ. Bỗng dưng nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng kinh người, nói, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Nhầm như thế nào vậy? Người thanh niên ở bên cạnh hỏi. Bà lão lấy ra một khối vỏ trứng từ trong lồng ngực, nhẵn nhụi như được làm từ ngọc, tỏa ra ánh sáng óng ánh và lộng lẫy, bên trên có ngũ sắc hoa văn. Đây chính là mảnh vỏ trứng vỡ của con thái cổ di chủng kia. Lúc nãy sơ ý, giờ mới rõ ràng trên người con tiểu sơn thú trên vai hài tử kia có khí tức giống như đã từng gặp qua. Ban đầu vì trên mình tụi nhóc nhiễm rất nhiều thú huyết, mùi tanh nồng nặc nên khiến chúng ta sơ xuất. Sau khi tỉ mỉ cảm ứng thấy được khí tức hẳn là của trứng do hậu duệ thái cổ thần điệu sinh. Tất cả mọi người cảm thấy cả kinh. Không thể nào, chẳng lẽ hài tử kia ăn trứng của hậu duệ thái cổ thần vương? Thực sự quá kinh người à, một thanh niên há hốc mồm đủ để nhét nửa nắm tay. Một đứa bé hiền lành mà gian to bằng trời, dám vào trộm trứng trong sào huyệt của thái cổ di chủng sao? Một đám người hầu như không thể tin vào kết quả này, tất cả không nói, nên lời. Tất cả hoảng sợ, cũng cảm thấy tiếc nuối cực kỳ, đây là trứng của hậu duệ thần cầm à, chỉ cần ấp nở và nuôi lớn là có thể dò xét đến một phần bí mật của bảo thuật thái cổ thần vương. Một quả trứng quý ra như thế bị một đứa bé cùng tiểu sơn thú ăn mất rồi. Thật sự là phá của à, phải là gia tộc như thế nào mới sinh ra một đứa bé có thể làm những việc thế này? Không đúng rồi, con tiểu sơn thú kia cũng ăn trứng thần cầm, lẽ nào nó cũng thực sự bất phàm? Một người đàn ông trung niên nói ra nghi vấn. Những người khác nghe được cũng ngẩn người ra, một con tiểu sơn thú bình thường làm sao có thể chịu đựng được tinh khí thần của thái cổ di chủng? Nếu ăn vào có thể bị xung kích mà chết đi. Tiểu thú này to bằng nắm tay, hình như ta còn thấy màu đỏ thẫm ở bàn chân nó. Tên còn lại nói. Bà lão thay đổi sắc mặt, như nhớ đến một điều gì đó, nói, lẽ nào là Chu Yến trong truyền thuyết. Tương truyền loại hung thú này vừa xuất thế Sarpis, gây nên đại loạn, thiên hạ xuất hiện tai họa binh đao, chiến tranh khắp nơi, đây là điềm đại hung. Mọi người đờ ra, gặp gỡ một tiểu gia họa quái lạ như thế, khiến cả đám đều nhìn nhầm. Cô gái áo trắng cười khúc khích, mái tóc đen dài theo gió tung bay,
da thịt trắng nõn lấp lánh ánh sáng lộng lẫy mê người, ánh mắt lưu chuyển, nói, đứa bé này không đơn giản, coi như chúng ta kết mót việc thiện duyên đi. Mong là thằng nhóc có thể đi vào bộ thiên cát, tuyệt đối không bị những thế lực khác cướp đi. Đại sơn nơi xa, nhóc tì đang dục ngựa lao nhanh, độc giác thú như hóa thành một đạo ngân quang xuyên núi vượt sông, lấy tốc độ cực hạn để hai bên núi rừng vù vù tụt lại phía sau. Nhóc tì nhanh chóng đi xa mấy trăm dặm. Tiểu mao cầu to bằng nắm tay triệt để khôi phục sức sống, da lông màu xám lấp lóe, một lần nữa hóa thành màu vàng, một đôi mắt to vô thần cũng trở nên phát sáng, nhí nha nhí nhảnh nhảy nhót tưng bừng trên bả vai tiểu thạch hạo. Nhóc tì tóm chặt cái đuôi của nó rồi xách ngược lên, nói, không cho phép mi chạy loạn và gây rắc rối nữa, từ giờ chỉ được phép bên cạnh ta thôi. Rời khỏi thạch thông đã 21 ngày, đường xá dài dằng dặc đã đi hơn nữa, khoảng cách tổ địa thứ hai của thạch tộc không đến 10 vạn dặm, đi thêm mấy hôm là sẽ đến nơi. Trong mấy ngày tiếp theo, nhóc tì vượt qua mọi chông gai, tiến bước trong đại hoang, gặp phải từng nhóm mãnh thú cường đại, trải qua mấy chục, mấy trăm trận huyết chiến lớn nhỏ, rốt cục cũng sắp tiếp cận biên cương thạch quốc. Trong vòng một tháng, một đứa bé vượt qua vô tận sơn mạch, đại chiến rất nhiều hung cầm dị thú, vượt qua 30 vạn dặm, đây tuyệt đối là một đại sự kinh người. Nếu truyền đi sẽ gợi ra sóng to gió lớn, để những gia tộc cổ lão có nội tình thâm hậu đều phải chấn động. Các loài mạnh mẽ nhất thái cổ hung thú như bệ ngạn, tỳ hưu rèn luyện con non, thì cũng chỉ đến như thế, bực này thử thách hung hiểm nói thì dễ. Khi hành động cái giả phải trả chính là cựu tử nhất sinh. Với đứa bé bình thường đừng nói một thân một mình đi qua 30 vạn dặm, cho dù 300 dặm, 3.000 dặm cũng có thể gặp nạn bị mãnh thú ăn thịt. Mãnh thú ở Tây Cương quá nhiều, đâu đâu cũng là rừng già rậm rạp, không thấy một bóng người, ác thú, ác điểu đâu đâu cũng có. Đây là một vùng đất nguyên thủ đáng sợ nhất. Đừng nói bọn nhóc, ngay cả một nhóm cường giả thanh niên kết bạn mà đi đều sẽ gặp khó khăn, tùy thời bị thái cổ di chủng ăn thịt, đến xương cũng chẳng còn sót lại. Linh giác của nhóc tì nhạy cảm, dọc đường đi tránh né được rất nhiều nguy cơ khủng bố, vẫn gặp phải rất nhiều lần sinh tử thử thách, trên đường từng bị thương nặng, nhưng rốt cuộc vẫn có thể vượt qua. Nhóc tì chỉ hơn 7 tuổi đã có thể hoàn thành hành tráng cử như vậy. Việc này nếu như bị mọi người biết sẽ trở thành tin tức có sức bùng nổ, chấn động tứ phương, truyền đi khắp nơi. Mà nếu bị các thế lực lớn như Trục Lộc Thư Viện biết được nhất định sẽ sai các cao thủ đi tìm kiếm, để nhóc tì trở thành một trong những thành viên của thư viện. Cuối cùng cũng nhìn thấy thôn xóm, nhóc tì cưỡi độc giác thú chạy nhanh ra khỏi đại hoang. Hắn đi về phía có người hỏi thăm, không khỏi ngẩn ra, đại phương hướng không sai, nhưng chích đi hơn 2 vạn dặm. Ê! Mình rõ ràng là đi theo con đường liệu thần chỉ, kết quả vẫn có sai lệch, chắc là do lúc rơi vào con sông lớn màu đen, nên khi đi ra bị nhầm một đoạn đường, nhóc tì vào đầu, sau đó tiếp tục đi. Đi khỏi vô tận sơn mạch không còn nhiều thú dữ nữa, dù sao cũng an toàn hơn rất nhiều, 2 ngày sau hắn đi tới phụ cận một trọng trấn của biên thùy thạch quốc. Thật sự cổ quốc quá rộng lớn, thống ngự ngàn tỷ dặm giang sơn. Chỉ riêng bên trong đất phong của một vương hầu cường đại trong đó cũng có mấy trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ nhân khẩu, ranh giới rộng lớn vô ngần. Cương vực hùng vĩ như vậy, nếu quản lý riêng lẻ rất khó khăn, chỉ có thể xây dựng các tòa cự thành ở các khu vực trung tâm để chấn nhiếp. Mỗi khi có chỗ phát sinh bạo loạn, thì các cao thủ tòa trấn trong thành sẽ nhanh chóng ra tay bình loạn. Trên thực tế thạch quốc rất cường thịnh, còn lâu mới tới thời đại bình loạn, đặc biệt mấy trăm năm qua nhân hoàng Phù Văn Thông Thiên. Thần uy cái thế, quốc thế càng ngày càng hưng thịnh, không người nào dám phản bội. Cũng chỉ có ở cương vực này mới không được an ổn, vì thỉnh thoảng có dị tộc đến gõ cửa, cướp sạch nhân tộc, ăn thịt sinh linh. Nhưng với cổ quốc mênh mông mà nói thì một ít chiến dịch nhỏ bé chẳng là gì. Kỳ thực Xuân Vân Trấn Cung có thể coi là thành, bởi vì nơi đây có tới 80.000 nhân khẩu, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, là trọng trấn của vùng phía Tây. Được coi là một nơi hiểm quan của trung ương cự thành khu vực này. Gần trăm năm qua, thỉnh thoảng có cường giả của những chủng tộc khác xâm lấn, nhưng muốn quy mô lớn xâm lấn, vượt qua nơi này, đều chưa từng thành công. Ở trên đường đi, nhóc tì thấy rất nhiều người, phần lớn là người làm ăn, ra vào núi rừng nguyên thủy, đi tới các bộ lạc khá xa để thu mua các loại gia thú, linh dược. Tuy rằng một chuyến đi rất nguy hiểm, nhưng lợi nhuận thu được là rất lớn. Ê, mọi người về sớm một chút đi. Nghe nói thời gian này không được yên ổn lắm, một tộc bên trong đại hoang muốn phát binh à, hơn nữa nghe nói ở nơi sâu trong sơn mạch có một con thái cổ di chủng mới vừa đến,
kiểu gì cũng muốn tạo uy một lần, để chấn nhiếp, chắc chắn sẽ đến Xuân Vân Thành gây náo một trận. Nhóc Tì lắng nghe chăm chú, một người một ngựa như nó rất dễ thấy, thế nhưng cũng không có ai làm khó dễ nó. Một đứa bé cả người là huyết, dám như vậy độc hành khẳng định không đơn giản. Trên thực tế những người này thường xuyên đi lại trong vùng rừng già nguyên thủ, nên kinh nghiệm rộng rãi, cho rằng nó hơn nữa là con em đại gia tộc, đi ra ngoài rèn luyện. Ô kìa, không hay rồi, hình như có đợt thú triều nhỏ, đây không phải là con thái cổ di chủng phát động sớm, tới đây lập uy đó chứ. Chắc không phải, đây hơn nữa chỉ là thú vương bình thường, bầy thú không có nhiều như thế, chúng ta chạy mau. Bọn họ trên đường tới có thể phóng tầm mắt đến Xuân Vân Trấn, tường thành hùng vĩ như một dãy núi che chắn phía trước, lấy kim cương nham xây thành, toàn thành đen thui như kim loại tản ra ánh sáng lộng lẫy khiếp người. Ở trước thành có một đám thú dữ, khắp nơi đen nghìn nghịch, chúng nó cũng không hề vòng qua thành, hiển nhiên là muốn lập uy ở đây, gào thét rung trời, lại muốn công thành rồi, khiến cho người run rẩy. Mau mau tránh đi, mong là Tế Linh đại nhân có thể chém giết toàn bộ đám hung linh này. Đám người kia vội vàng chạy trốn về phía xa, căn bản không dám vào thành bây giờ, sợ bị bầy thú nhằm vào có thể gặp tai họa. Ở trong thành kia có một tòa thổ sơn gần cửa thành, trên đó sinh trưởng một cây thực vật cao khoảng 4-5 trượng, ở ngoài thành cũng có thể nhìn thấy, toàn thân màu xanh sẫm, lá cây to lớn hình dáng như quạt hương bồ. Đây chính là tế linh của Xuân Vân Trấn, một cây mà ngay cả người dân sống trong thành cũng không biết tên gọi thực sự, thường được gọi là Tế Linh đại nhân hay Xuân Vân đại nhân. Nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, ở giữa phiến lá xanh sẫm có 3 đóa kỳ hoa, mỗi đóa to lớn cuối xoay, cánh hoa rực rỡ, hào quang lấp lánh, một đóa có xích quang lượn lờ, một đóa trắng nõn như ngọc, còn một đóa thì mịt mờ khó tín. Hiển nhiên bầy thú nhìn thấy đoàn người ngoài thành, ngay lập tức chia ra một nhóm thú gào thét đuổi tới. Tế Linh đại nhân hãy cứu mạng, đám người đó kêu to. Nhóc Tì thì đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà đúng lúc này, xích hà lóe lên, từ trên cây thực vật ở thổ sơn có một đóa hoa tỏa ra ráng đỏ, cánh hoa mở ra, truyền ra ba động kinh người. Giạc! Một đạo xích quang bắn ra, sau đó xoay vòng một cái hướng về khu vực này chém tới, nhất thời, để đám thú vọt tới đại loạn, không ngừng gầm rú, huyết quang bắn tung tóe, bầy thú bị thương nặng. Trong mắt Nhóc Tì lộ ra sự kỳ quan, kinh ngạc phát hiện đạo xích quang này lại là một thanh phi kiếm, toàn thân đỏ đậm, trong suốt như hỏa ngọc. Một đóa hoa lại hàm chứa một thanh phi kiếm. Thời gian không bao lâu, mấy chục con mãnh thú cùng dị cầm toàn bộ bị giết, hoặc bị chém đứt đầu, hoặc bị cắt đứt thân thể, phi thường ác liệt. Nó lợi hại hơn nhiều so với thần bái của bái thôn, ngay cả thanh lân ưng đại thẩm, khi chưa ăn huyết nhục toan nghê cũng kém rất xa. Nhóc Tì khẽ nói, đạo xích quang kia quá mãnh liệt. Chỉ thoáng một cái khiến toàn bộ hung vật đều bị giết. Ánh sáng lóe lên, xích kiếm bay về trong thành. Sắc mặt nhóm người buôn bán đều trắng bệch, sau khi khôi phục tinh thần liền hướng về phía Xuân Vân Trấn lễ bái, cảm tạ đại ân. Ồ, hóa ra nó là nhị hoa, lại giống phi kiếm như đúc. Nhóc Tì ngạc nhiên, phi kiếm nãy chỉ là một cái nhị, hình dáng như kiếm, sau khi bay trở lại cánh hoa lưu động hào quang lóa mắt, sau đó cả đóa hoa khép kín. Xuân Vân đại nhân thủ hộ ở đây mấy trăm năm, từ lúc tiểu trấn còn không đủ ngàn người cho tới bây giờ nhân khẩu trong thành đã vượt qua 80.000, không thế không kể công a. Luận thực lực Xuân Vân đại nhân đủ để thủ hộ một tòa cự thành, so với tế linh ở cự thành không hề thua kém, chỉ là đại nhân không muốn rời đi. Những người này nghị luận sôi nổi, sau khi Nhóc Tì nghe xong thấy kinh dị, gốc thực vậy này quả nhiên rất cường đại. Vị tế linh này cực kỳ bất phàm, trong thành. Một người đàn ông trung niên hơi mập tự nói, mặt hắn trắng và không có râu, trong mắt lấp lóe tinh quang. Đúng là rất mạnh, loài tế linh này cũng rất ít thấy, hai đại nhân đứng ra mời một lần, có thể vị tế linh này sẽ gia nhập vũ tộc chúng ta, một người trẻ tuổi bên cạnh nói rằng. Người trung niên hơi mập lắc đầu, nói, quên đi, truyền ra ngoài không tốt, chính sự vẫn quan trọng hơn, không biết Hạ U Vũ tiểu thư có về tới không, chúng ta cần xin một khối phù bài. Chương 74, một mình khác. Bầy thú vẫn đang tụ tập ở phía ngoài thành, trên bầu trời thì có hung cầm bay lượn, mặc dù đã bị giết mất một nhóm, nhưng bọn nó vẫn chưa chịu rút lui. Trên ngọn núi đất bên trong thành, cây tế linh cao chừng 4-5 trượng, thân cây màu xanh sẫm, trên cây có 3 đóa hoa giống như hoa mẫu đơn to bằng cái thớt tỏa sáng rực rỡ, tản ra mùi thơm ngát.
Tế Linh không chủ động tấn công như thế, thì bầy thú ngoài thành lại càng lo sợ. Bọn nó rất là e ngại cái cây Tế Linh này. Tuy rằng bọn nó không chịu rút lui, nhưng tạm thời cũng không dám tấn công. Đột nhiên một tiếng hí dài giống như tiếng sấm truyền đến làm cho cả khu rừng chấn động, lá cây rì rào rơi rụng. Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một con hung cầm dài 50-60 thước bay đến, thân thể nó màu đen lấp lánh, tinh khí cuồn cuộn. Con mắt của nó màu bạc sắc bén như tia chớp, phù văn lập lòe, có một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ che phủ bầu trời. Ô, thủ lĩnh của bầy mãnh thú xuất hiện rồi, dĩ nhiên là một con hung cầm, sóng chấn động thật là khủng khiếp, mọi người giật mình. Lần thú triều này chính là do con hung cầm cường đại này chỉ huy, nó phát ra một tiếng hú lập tức các loại mãnh thú bắt đầu tiến công, tất cả đều khiếp sợ uy thế của nó không dám trái lệnh. Chen. Trên ngọn núi trong thành, cây Tế Linh kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đóa hoa kia lại nở rộ, một luồng điện bay lên cắt ngang bầu trời, cực kỳ sắc bén. Phúc phúc. Mấy con mãnh thú xông lên đầu tiên liền ngã chỏng vó, chúng nó bị phi kiếm màu đỏ thẫm chém đứt xương trán, máu tươi chảy ra, khiến cho bầy thú hoảng loạn. Rõ ràng chỉ là một cái cây, nhưng mà lại có được phi kiếm bá đạo như vậy, phi kiếm như này cực kỳ sắc bén, không có gì không thể xuyên thủng. Thế tiến công của bầy thú bỗng chốc chậm lại. Có một vị Tế Linh như vậy trấn thủ khiến cho nơi này vẫn như thành đồng vách sắt có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Thú triều bình thường khó có thể đe dọa đến thành Trùng Vân. Trên bầu trời con hung cầm khổng lồ kia kêu to, toàn thân nó lấp lóe ánh sáng màu đen, tỏa ra những gợn sóng thần bí. Nó há mồm phun ra một đống lửa tấn công cái cây kia. Nó phải ra tay, nếu không thú triều sẽ tán loạn. Phi kiếm màu đỏ bay trở về, thân cây rung rung tỏa ra ánh sáng. Sương mù màu xanh bát ngát bay về phía bầu trời ngăn cản đống lửa kia tạo ra những âm thanh loạt xoạt, đống lửa kia nhanh chóng vụt tắt. Trên bầu trời, đôi mắt màu bạc của con hung cầm màu đen kia phát ra ánh sáng rực rỡ, từ đó bắn ra từng chùm sáng giống như những mũi tên bạc dài mười mấy mét bắn về phía cái cây. Bên trong thành, những phiến lá trên thân cây kia rung lên, ba đóa hoa to bằng cái thớt tỏa ra ba loại ánh sáng màu đỏ, trắng, tím vô cùng rực rỡ. Từ đó phát ra một luống sóng chấn động cực kỳ kinh người. Ánh sáng màu đỏ lấp léo, tiếng kiếm ré điếc tai, chui phi kiếm màu đỏ bay lên đầu tiên. Nó bắn về phía bầu trời vẽ ra một vệt ánh sáng đỏ âu giống như ánh nắng hoàng hôn. Tiếp theo ánh sáng màu trắng lóe lên một thanh phi kiếm màu trắng bay lên, sau đó sương tím bịt mù, một thanh kiếm màu tím kêu vang. Ba thanh phi kiếm từ mặt đất bắn lên trời giống như sao chổi bay qua bầu trời tạo ra những vệt sáng dài chiếu sáng cả bầu trời. Giữa bầu trời, con hung cầm bay quanh giống như một đám mây đen tỏa ra hung uy khiếp người, đôi mắt màu bạc của nó bắn ra từng chùm sáng màu bạc, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt. Ba thanh kiếm phát ra tiếng leng keng rung động bầu trời, phù văn khuếch tán đánh tan ánh lửa chém giết hung cầm. Hung cầm vỗ cánh gắng hết sức chống đỡ, khiến cho nơi đó bùng lên phù văn óng ánh, hai bên chiến đấu hết sức kịch liệt. Cuối cùng phốc một tiếng, hung cầm khổng lồ bị bổ đôi thân thể. Từng đám mưa máu từ trên trời rơi xuống đất, đầu của nó bị chém đứt rơi rụng trên mặt đất. Thủ lĩnh bị giết thú triều lập tức tan rã, bầy thú nhằm phía dãy núi ở đằng xa chạy trốn tứ tán. Giết! Cửa thành mở ra, một đám cường giả vọt ra truy sát bầy thú. Từng bó mũi tên bay về phía bầy thú. Từng con mãnh thú hung cầm bị bắn chết, máu tươi văng tung tóe. Xa xa, nhóc tì chứng kiến trận chiến vừa rồi, trong lòng rất là xúc động. Tế Linh đúng là thiên kỳ bách quái, dạng gì cũng có, tất cả đều rất cường đại. Chỉ là một cái cây mà thôi, nhưng lại có ba đóa hoa to bằng cái thớt bên trong thai nghén ra ba thanh kiếm, quả thực là kỳ lạ. Trận chiến này làm cho nhóc tì cảm thấy rất kích thích. Thạch Hòa thì thào nói, hóa ra phù văn còn có thể sử dụng như vậy, ở trong thân thể dựng dụng một cái vũ khí, dùng nó để tấn công có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ. Thạc Hạo cũng đang suy nghĩ xem có nên bắt chước theo, dùng phù văn ngưng luyện ra một thanh vũ khí hay không. Trong thành, người đàn ông trung niên mập mạp kia nhìn thấy trận chiến này, sau cũng tự nói, cây Tế Linh này quả là không đơn giản, dĩ nhiên thai nghén ra mấy thanh phi kiếm, thành tựu tương lai của nó không thể đoán trước được. Cả ba thanh kiếm đều là bảo cụ hiếm thấy có giá trị liên thành, khiến cho hắn cũng phải động tâm, thế nhưng hắn cũng biết cho dù vũ tộc có mạnh hơn nữa, thì cũng có những thứ không thể đụng vào. À đúng rồi, có tin tức gì về cái thôn trang rách nát kia không? Người trung niên hỏi tên quản sự ở bên cạnh. Không có, hai vợ chồng họ sau khi rời đi vẫn chưa thấy trở về. Quản sự trả lời,
Hắn là một người đàn ông hơn 40 tuổi sống ở Tây Cương quanh năm, bình thường hắn rất uy phong, nhưng lúc này lại cúi đầu khom lưng khác hẳn với ngày thường. Thạch Tử Lăng rất đáng sợ, trong tộc lo lắng không muốn thấy hắn trở lại, ngươi cần phải chú ý thêm, có tin tức gì lập tức bẩm báo. Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên một nét tàn bạo. Thế đứa bé kia có còn sống không? Người trung niên mập mạp mặt trắng không râu hờ hững hỏi. Thân thể nó rất yếu ớt, chắc là không sống được lâu nữa đâu, quản sự vội vàng trả lời. Người đàn ông trung niên chỉ ư một tiếng, không có nói lên ý kiến của mình. Quản sự sắc mặt trắng bệch, nói thêm, mấy lão quái vật kia đều đã chết gần hết, chỉ còn lại một người cuối cùng cũng không sống được mấy ngày nữa. Tên tiểu nghiệt súc kia hẳn là cũng sống không được lâu nữa. Đừng có làm bậy, chỗ đó mặc dù rách nát, nhưng vẫn có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu như xảy ra chuyện gì, người đàn ông trung niên cảnh cáo. Đại nhân yên tâm, đứa bé này có thể sẽ không may bị ngã xuống giếng, rơi xuống vách núi, hoặc bị thú dữ ăn thịt. Những việc này đều là tình cờ, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đừng tự cho là mình thông minh, người đàn ông trung niên lườm hắn một cái. Vân quản sự vội vàng cúi người không dám cãi lại. Khi người đàn ông trung niên rời khỏi nơi này, quản sự lập tức đứng thẳng người lên, hắn ngồi trên ghế dựa, nghiêm nét mặt, cả người toát ra một luồng khí thế uy nghiêm, nói, người đâu? Bên ngoài thành Trùng Vân, những người đi mua gia thú và linh dược ở các bộ lạc nguyên thủy từ trong rừng rậm xuất hiện, lục tục trở về đi đến của thành. Nhất Ti đứng ở đằng xa nhìn một lúc rồi điều khiển độc giác thú chạy đi, nó không đi vào thành. Vì cửa thành có người kiểm tra sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Độc giác thú chạy đi cực nhanh, Nhóc Tì chuẩn bị chạy vòng qua khu vực này đi tới tổ địa thứ hai. Núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, đầu tiên là có núi cao ngăn trở đường đi, sau đó lại có rất nhiều đầm lầy, đi đường vòng mất hơn 1.000 dặm. Nhưng mà đến 300.000 dặm còn có thể đi được, thì thêm 1.000 dặm nữa cũng không đáng gì. Cuối cùng Thạch Hạo cũng tiến vào bên trong thạch quốc, đi đến cái tổ địa rách nát kia. Khi đến nơi thì cũng là buổi trưa, mặt trời rất lớn tỏa ra ánh nắng chói chang, nhưng mà thôn trang cũ nát này vẫn lộ ra vẻ tiêu điều, rất nhiều công trình đều sắp sụp đổ. Nhóc Tì cũng không lập tức đi vào mà thả độc giác thú ra cho nó chạy vào rừng còn mình và mau cầu đứng ở chỗ xa quan sát nơi này. Nó rất cẩn thận bởi vì thạch tốc rất to lớn, chẳng may có người trông chừng nơi này chờ nó tự chui đầu vào rọ, như vậy cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị giết chết. Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo đều không dám hành động, mà chỉ đi quanh để tìm hiểu tình hình, nhờ vậy mà biết được rất nhiều chuyện. Xung quanh đây có 4 thôn xóm và một cái trấn, tại một nơi vắng vẻ như Tây Cương này thì điều này rất đặc biệt. Bình thường có khi phải trèo đèo lội suối đi qua rất nhiều dãy núi mới có thể nhìn thấy một thôn xóm. Những thôn xóm này mới đầu chỉ là để cung phụng cho tổ địa, sau đó mới trở thành nơi tụ tập của mọi người. Đây là một nơi lưu đày, người bình thường không thể ở đây. Chỉ có những người có thân phận hiển hách ở trong thạch tộc phạm phải lỗi lớn mới bị đày đến đây. Ai, không khí càng ngày càng âm u chết chóc, mấy lão quái vật đều chết hết cả rồi, còn lại một mình đứa bé kia phải làm thế nào bây giờ, nghiệp chướng a. Một ông lão vội vàng điều khiển xe thú rời khỏi thôn trang rách nát, hắn là người đưa trái cây, thịt thú, các loại đồ ăn cho nơi này. Tuy rằng thôn trang bên trong có không ít người hầu, nhưng nơi đây vẫn có vẻ rất quạnh kiêu, giống như một mảnh đất hoang vu quạnh hiu. Hải Gia Gia, lần sau nhất định phải mang Đại Hắc đến nhé, cháu muốn chơi với nó. Trong thôn trang cũ nát có một đứa bé dáng người gầy yếu ngồi trên thềm đá vẫy vẫy tay, nó vừa nói vừa ho khan, khuôn mặt trắng như tuyết. Được, chờ Đại Hắc đẻ con xong ta sẽ mang nó tới để chúng nó chơi đùa với cháu. Ông lão điều khiển xe thú đi xa, lắc đầu khẽ nói, quả là một đứa bé đáng thương, không có người thân, không có bạn cùng chơi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong cái thôn giống như nghĩa trang này, tuổi thơ qua là u tối. Mãi đến tận lúc ông già cưỡi xe thú đi xa, đứa bé kia mới chịu đứng lên, chân nó bị tật phải viện tường đi vào trong thôn. Xa xa, Nhóc Tì đứng ở trong núi ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, mắt sắp rơi lệ tự nói, đó chính là ta một người khác sao, hắn phải thay thế ta ở lại chỗ này chịu đựng cô độc, không có vui vẻ, thân thể yếu đuối như vậy, ngay cả chân cũng bị tật. Là bị người khác làm hại sao? Nhóc Tì sơ sơ khối phù bài không biết làm bằng kim loại hay làm bằng đá ở trong lòng khẽ nói, ta muốn đưa ngươi đến bộ thiên cát, dù cho xa xôi thế nào ta cũng sẽ mang ngươi đi cùng. Tiểu thiếu gia, một vị lão tổ tông cuối cùng cũng sắp qua đời, chẳng sống được mấy ngày nữa, những ngày tháng sau này của người sẽ rất khổ sở đó. Một tên người hầu nói,
Hắn ngồi nghênh ngang ở trong phòng gác cổng, nhìn dáng vẻ không hề có một tí tôn kính nào, mà còn có vẻ như đang trêu tức chủ nhân của mình. Ngươi nói bậy, Tổ Gia Gia sẽ không chết. Đứa bé sắc mặt tái nhợt, hai mắt đầy lệ, nó lớn tiếng cãi lại, vừa nói vừa ho khan. Vậy thì cứ chờ xem, tên người hầu kia khinh khỉnh nói. Một tên người hầu khác nói, ta nghe nói tiểu thiếu gia cũng không phải là con của Thạch Tử Lăng, mà là con cháu của vị lão quái vật sắp chết kia, hắn chỉ ở chỗ này làm kẻ thế thân mà thôi. Cũng có thể, nếu hắn thực sự là con của Thạch Tử Lăng, có khi còn gặp phải nhiều tai nạn hơn. Tên người hầu ngồi nghênh ngang ở chỗ đó gật đầu nói, hắn nói chuyện với tiểu thiếu gia mà không hề đứng dậy, không hề tôn trọng chủ nhân nhà mình. Xa xa trong núi rừng, nhóc tì nhìn thấy tất cả những việc này, nó tức giận siết chặt nắm đấm. Mấy ngày nay Thạch Hạo đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Một số người hầu bên trong cái thôn trăng rách nát giống như lao tù này đã bị người bên ngoài mua chuộc, ăn cây táo rào cây sung. Sau khi mấy vị lão tổ tông qua đời thì càng chẳng coi ai ra gì. Các bạn quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ Bảo Hưng Official các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.